thứ bảy chủ nhật nghỉ vẫn có tiền, mà lương tháng cũng có nhiêu à, cũng có 5-6 triệu à, thì nó bù qua bù lại. Anh ví dụ một tháng anh làm hết thì nó cũng được 9 triệu ha. Hết cũng 9 triệu mà đâu có làm hết đâu. Dạ, mình đâu làm hết. Chủ nhật nghỉ, nghỉ hết 4 ngày rồi tính ra đâu có tới. Ôi sao anh chọn cái nghề làm hồ này? Ăn đi mà không ăn thì để dành tối đem cho ghệ mà như vậy. Chắc có ghệ rồi. Tối rồi. Ông gầy có mệt mỏi gì không anh Sang? Có, cũng lấy bằng ngày thì làm vậy chứ bằng đêm thì cũng gì vậy, cũng nhức nhối. Ừ. Có làm chị hay sĩ không? Không. Là miền Tây mình ngày xưa cất nhà theo cái kiểu mà nhà gỗ á, nhà sàn á, rồi mỗi người xách cái búa, người xách cái xào ben đồ đem lại, ngày dựng nhà là vui như Tết nhá. Rồi đó một cái là lập lá, một nhà đi có mười mấy 20 người á, lập nhà, lập lá, lập dân công không à. Mở cái đầu dạ Vườn Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay Vườn Hồ quay tiếp tục quay trở lại nhà của anh Sang. Cô bác quý anh chị xem cái tình hình nhà của anh Sang á. Hôm trước á, Vườn Hồ đi cái đường ở trên này nè cô bác quý anh chị, thì nó bị sình quá, khó vất vả khó đi. Cái lúc mà Vườn Hồ đi về á, thì Vườn Hồ đi cái đường này á, cái đường này thì nó cặp cái ruộng lúa nè á, nó dễ đi hơn và nó khô ráo hơn. Thì cái đoạn đường qua cái đoạn đường lúa này như thế này rồi sau đó là mình sẽ đến được cái vườn mít. Cô bác quý anh chị thì hôm nay thì Bùi Hồ đến đây đến nhà của anh Sang cũng mang một ít đồ đó của Bùi Hồ mua để tặng, để có bánh trà, bánh bánh với nước trà đó, với lại một ít đồ cho các anh thợ xây á, để các anh làm. Tại vì buổi hồi hôm trước có để ý rằng anh Sang làm á thì chỉ có mặc cái đồ tay, mặc áo tay ngắn thôi, nên là nữ ra là Bùi Hồ gỡ một ít đồ đồ cũ, coi như là đồ của Bùi Hồ đi làm như thế này nè, để cho mấy anh mặc để xây không bị nắng, không bị nắng nóng cái tay đó. Thì chỉ là đồ cũ nhưng mà cái này tại Bùi Hồ thấy thì nên tặng với anh. Chắc mong các anh đừng có chơi, tại vì đây đợi các anh đi làm xây dựng á thì đồ cũ thì nó sẽ hay hơn đó. Đi một đoạn tới đây nè cô bác quý anh chị, để ở dưới này là một cái mương nè. Cái mương này người ta có thể nuôi có thể cá, mà những thả những cái con cá nhỏ cũng đó, là cũng là một cái mương để thoát nước luôn á. Cô bác quý anh chị có thể nghe được cái tiếng chim yến kêu á. Lúa này chỉ cần nửa tháng nữa là thôi là có thể cất được nè, có thể cắt được rồi đó. Ồ, đi đường ở dưới này mau hơn à, đi vô đây quay cho cô bác quý anh chị xem luôn. Quay cho cô bác quý anh chị, tại vì cái clip anh Sang thì cô bác quý anh chị là người là Việt Kiều ở nước ngoài á, nên là nữ á, cô bác quý anh chị sẽ nhớ về cái cọng rau muống của quê hương. Bông mà trắng trắng đó là bông rau muống. Đây, đây là bông hoa muống, rau muống ở hoa rau muống. Nhìn đẹp không? Ở miền Tây thì vậy đó. Cây rau muống này mình hái vô á thì mình sẽ có thể luộc nè, có thể nấu canh chua. Rau muống này người ta gọi là rau muống đen, nấu canh chua mà với lại cá gô thì ăn phải nói là bá cháy vào chét luôn. Đi đường này khỏe hơn nè. Thôi bây giờ mình quẹo qua đây đi. Dạ. Tiếp tục lại đến cái vườn mít. Rồi bây giờ mình sẽ vô đó mình quay cho cô bác cái gì xem nha. Hôm nay cái góc quay của mình nó sẽ khác hơn, mình sẽ quay bằng cái playcam từ trên xuống để cắt lúc mà các anh đang làm. Đi một hồi thì tôi cũng tới được cái nhà của anh Sang rồi. Ôi đuối quá.
chào cả nhà. Dạ chào Dương nha. Dạ. Chào anh Sang. Ôi sao mới có 2 ngày thôi nhưng mà nhìn khác lạ liền á. Dạ. Mình làm buổi đứng mà làm tới 3-4 giờ luôn ha anh nhiều. Dạ. Những tiếng cơm làm 4 giờ. Dạ. Vừa quá rồi. Vừa. Ừ. Nói chung là áo này nó không có gách gì đó, chỉ em mặc á. Dạ. 2-3 năm rồi cái nó hơi bạc màu, hơi cũ tí xíu. Thông cảm cho em. Dạ, dạ. Rồi, cái này là trà đem vô nấu cho thợ nè. Với là nấu nước trà cho thợ uống đó anh. Dạ, dạ. Với lại bánh này cho Chân Chính, Chân Lý với lại Bảo Trân. Rồi, đây là bánh bía. Bánh bía lát nữa mình gần cuối giờ mình ấy mình ăn nha. Rồi, rồi để nó đi. Rồi, bánh bía này em để ở đây nè. Rồi, hôm nay em đến đây anh biết em làm gì không? Hả? Phụ hồ tiếp. Dạ. Được không? Được. Vô phụ tiếp. Để trước khi phụ thì vô đây quay cho cô bác quý chị. Cái này là cái vách để mà ngăn nè. Ngăn cái phòng khách với cái phòng phòng ngủ. Dạ. Đang đổ đà lên ha anh. À. Gần tới trộn bê tông chưa? Trộn rồi, đổ can sao hết rồi, trộn nữa. Rồi đó, trộn rồi. Đang chuẩn bị trộn nữa. Dạ lát em xách tiếp nha. Ờ. Dạ. Xin mới cho chứ mới làm cho. Xin mới cho làm, bữa nay cho em làm. Tại em ngày xưa em cũng từng làm hồ mà. Này là đổ đà đây hả? Cái này là gì? Ở dưới này là đà. Cái này cái đà. Đà. Ôi, hôm trước mấy anh cô bác anh chị ở trên mạng nói không có gâu, thật ra là người ta có gâu dính vô này nha. Nó đây là câu giải thích thỏa đáng nhất nè. Cũng như mới tôi chưa có ấy, hàng tới đâu là nó mới để gâu vô, nó mới kiềm tường chứ thằng này nó đâu có dính tường đâu. Để đi ra quẹt. Dạ. Có nghĩa là mình làm gâu rồi nó mới dính, tại vì anh nhiều làm thợ lâu năm nữa. Nên anh nhiều cũng biết mà. Có không? Em đăng clip lên thì có cô bác của anh chị nói để nên để gâu sắt vô. À, có nghĩa là lúc đó em quay á, cái thành nở ra là cô bác của anh chị chưa có thấy á. Chưa, tới chuyện xây mà không gắn nè, quay vô tới xây mới có gắn. Dạ. Mới dựng lên mà chưa làm gì hết trơn, gắn đi nó dướng mình á. Ừ. Lát nữa là em phụ ở đâu nè? Em phụ làm cái công việc gì phụ tiếp cho. Hôm nay rảnh mà. Đó đó, trộn hồ đó, sắt đỏ đó. Trộn hồ đó phải không? Rồi, được rồi. Chuẩn bị trộn chưa? Rồi. Hôm nay buổi hồ mặc cái áo này, cái áo này cũng qua sử dụng để mà đi làm rồi. Nên là nữ là sử dụng cái áo này luôn. Cái áo này thì nó cũng sử dụng lâu năm rồi. Bây giờ buổi hồ cùng trộn với lại em Dương để cho cô bác quý chị thấy. Ngày xưa cũng làm hồ. Ngày xưa trước khi mà đi làm giáo viên thì cũng buổi hồ cũng từng đi làm bôn ba khắp nơi á. Hai đứa cháu mình khiêng nha. Ê dạ. Ngày xưa làm nhiều lắm, bây giờ lâu quá. Rồi. Đem trộn tiếp cho. Không có dành đâu. Phụ thêm. Này làm ôm lại ngày xưa luôn. Ngày xưa em đi học á. Em đi học 12 xong em nghỉ hè. Em cũng đi làm hồ. Dạ. Nhưng mà em phụ hè không chứ em không có làm xuyên suốt. Thành nữ là không có nhuyễn lắm nhưng mà vẫn biết. Có qua rồi mà. Ngày xưa em làm nhiều việc á. Lúc mà nhỏ nhỏ 60 tuổi rồi sao lớp 6 lớp 7 gì đó. Làm cũng đi bán vé số. Đủ nè. Dạ, bán vé số. Lúc mà vé số còn 2.000 tờ. Được rồi. Vô nước kìa. Bên kia chuẩn bị tông. Rồi, nước vô thôi. Rồi, khỏi bệnh bệnh, khỏi bệnh bệnh. Nhỏ nhỏ. Còn nó là hút nhỏ. Dương không gài có than không? Anh than mệt gì không? Làm dữ lắm à. Làm dữ lắm hả? Thì nắng thì cũng vậy thôi. Hai em đi học hay gì Dương? Dạ.
nay em nghỉ buổi chiều nên thử ra là làm. Trời ơi, vừa có miếng à. Qua đây phụ thêm, phụ tiếp cho. Ủa, nó vui. Thấy vừa dữ lắm à. Dương ơi. Dạ. Con Dương ơi, đổ kha kha. Đưa mít đây. Dạ, còn anh là làm được nay nữa là nhiêu năm rồi? Hôm nay cũng 17 18 năm rồi. Anh có mấy cháu? Có một đứa à. Cứ gái này học lớp 8 rồi. Ồ. Vậy là 12 13 tuổi rồi. 14 rồi chứ, hôm nay 14 tuổi rồi. Đúng không? Dạ. Nó học đỡ không anh? Nó học cũng đỡ. Thật ra là mình làm hồ này cũng nặng lắm chứ đâu phải khỏe đâu. Nặng chứ. Ngày 200-300 ngàn phải không? Nhưng mà ngày nào mưa là coi như là mình nghỉ. Nghỉ là ngày đó đâu có tiền đâu. Không có tiền. Giờ nào mình ngày nào có làm thì có tiền. Còn ngày giáo của em á thì thứ bảy chủ nhật nghỉ vẫn có tiền. Mà lương tháng cũng có nhiêu à? Có 5-6 triệu à. Thì nó bù qua bù lại. Anh ví dụ một tháng anh làm hết thì nó cũng được 9 triệu ha. Làm hết cũng 9 triệu mà đâu có làm hết đâu. Dạ mình đâu làm hết. Chủ nhật nghỉ. Nghỉ hết 4 ngày rồi tính ra đâu có tới. Ôi sao anh chọn cái nghề làm hồ này? Thì người đó cũng bằng đủ nghề cho. Giác lúa rồi lò sấy rồi này kia tùm lum hết. Rồi làm thấy mệt mỏi bụi quá. Cái giờ trộn qua ngày này. Ngày này mà ngày cái chiều về mình nghỉ á. Nó khỏe. Em nghe nói thợ hồ là chiều tuần nào là cũng nhậu có không anh? Anh có nhậu không? Tuần nào cũng nhậu nhưng mà ngày nào cũng nhậu cũng có nữa. Nhậu đang cho đỡ ghim mình thì sao? Nhưng mà mỗi lần chứ giờ nghỉ rồi. Nhậu cho nó đỡ ghim mình á. Rồi dán qua bên đi cái đầu mình trộn hồ bê tông. Dạ. Sát quần cho bên nhà. Anh thấy gì mà em hẹn em đi phụ tiếp anh được không? Được, có sức mà. Đúng rồi, có sức là làm được à. À. Rồi vô đổ vô như này. Nói chung là giáo viên cũng đâu có yếu đâu ha. Ừ. Đó giáo viên chứ đâu phải mà nhưng mà xì ke đâu yếu. Viên xì ke là yếu à. Rồi dán cái đó đi rồi trộn mã mới. Dạ. Ngày xưa miễn cái nghề nào mà em có tiền là em làm à. Hồi đó giác lúa dưới Tiền Giang. Giác giết mà đi đòn đi giết không nổi. Ba mẹ em cũng là nông dân không à. Tại thành thử là nhà đâu có nhiều tiền đâu. Cứ có nghề nào mà có tiền là làm. Thì hồi đó vậy đó, mình dạ. Không có, nhảy qua bên khác đi ghe. Tới mùa lúa thì đi lúa nhỏ nhỏ này nè. Ừ. Là đi cất, đi dặm lúa. Cái sau khi mà lúa nó phóng ra xong nó còn gom á. Ừ. Cái mình đi tủ gom. Dặm lúa rồi nhổ cỏ, giác, trời ơi tụi nó. Em thấy cái anh xây mau thiệt luôn á. Thôi đi, cái đó gì cát hả? Thôi đi. Bao một ha. Nửa bao à. Nửa bao là nó đủ cây đà đó rồi. Hồi nãy mình trộn có nửa bao đó. Nửa bao xi măng là mấy bao cát anh? Bao xi măng trộn cái này là nó 4 xô. 4 xô hả? Nhưng mà 4. Mình trộn cái này có nửa bao nó có 2 xô à. 2 xô cát. Ừ. Người ta kêu là hồ 8 gì đó phải không? 8 là hồ xây. Hồ xây ha. 8 xô một bao à, hồ mình xây đó đó. Dạ. Còn này là hồ bê tông. Này bê tông là trộn ấy là cho nó già cứng. Dạ. Ngày xưa em nhớ là hồ 8 rồi đó. Ừ.
hồ 8 có người chơi già hơn thì hồ 7, hồ 6. 7. Người ta không ấy, người ta chơi 7 cho già cứng á. Dạ. Rồi mình trộn qua đây đi. Đây nè, anh em mình qua đây nè, nó gió. Trộn qua đây cho nó. Lâu lâu làm hồ sức mồ hôi. Mà làm hoài nắng nó chưa không nổi, giờ hôm bữa nay là nay đỡ nè. Đỡ. Sáng bị có mưa hơi hơi á, mấy bữa trước quá tay luôn. Dạ. Rồi trộn qua đây. Dạ. Ngày đó đã chạy nhiêu dầu vô? Dạ. Ngày chạy nhiêu dầu con? Ngày chạy cho 2 lít dầu à. Vậy? Mấy lít tin nhận. Ờ vậy hả? Rồi được rồi, được rồi, banh ra vô đá. Cái này sáo đá nó mới mệt nè. Ừ. Banh giữ nước lại. Mình cũng bài bản quá đó. Quay cạch cạch rồi chứ. Biết mà, em biết nè. Nhưng mà tại bây giờ lâu quá không làm, sợ nó cái tay nó không có độ chai á, nó đau thôi. Lôi đá hả vậy? Lấy cái này hoàn thành luôn là khoảng 10 ngày nữa không anh, anh nhiều hơn 10 ngày đi là kinh show đó. Hôm trước là cách đây một ngày là Bùi Hồ á, lại chỉ thấy được cái xây ở phần nhỏ mà vách bên kia thôi. Cách một ngày hôm nay là lên tường như thế này rồi nè. Nói chung là làm rất là chắc chắn luôn, nó có những cái gâu sắt đằng kia kìa. Làm gì anh Sang? Chút đi rồi xong mình ra ngoài kia mình uống nước. Để em sáu này, để qua anh đó đi anh cho mát. Nè, giúp quá. Hồi nãy dư nhiều không? Dư khoảng xô không hả? Đúng rồi. Vậy là ông mới lấy thêm nửa xô đá nữa. Nửa xô đá nữa. Khoan để ngâm đi đừng trộn. Ngâm để cho nhẹ ha. Ừ, nghỉ ngơi để ngâm cái đi cho nó nở ra, trộn nhẹ lắm. Dạ. Ngâm khoảng 5 phút không? Thì ngâm chút xíu à. Uống nước nói chuyện gì đấy rồi ấy hả? Ừ. Ngâm mình qua uống nước ha. Ừ. Là làm này nữa em ơi. Rồi chế vô miếng nữa rồi. Thì nào mà sáu cho em sáu nha. Rồi. Vô lên ga lớn chút kìa Dương. Dạ. Lên ga lớn. Em cũng lên ga. Sáu kêu em nhanh. Lát nữa mình nấu nước trà đi, khai trương bánh bía thử coi. Yeah. Hôm nay là mình tăng cường thêm một anh thợ hả? Dạ. Kêu anh hay chú đây nè, kêu anh đi cho trẻ ha. Dạ anh đi. Dạ. Xây sáng giờ dắt bên đây hay anh? Quảng lên, đây. Dạ. Đây. Ừ. Để nào trống thì xây, tranh thủ đổ đà. Dạ. Làm sáng giờ thời tiết sao? Sáng thì có mưa tính rồi rồi, hừng sáng á. Dạ. Có cái sáng ngưng mưa, cái nắng lại, giờ khỏe rồi, yêu, ok rồi. Giờ mát luôn anh. Với lại anh thấy làm cái công trình mà nó ở giữa đồng gì là khỏe hơn nè. Vô, thấy là thì lúc chuyển vật tư vô em biết mà. Ừ, bây giờ mình bận là thấy khỏe rồi. Lúc đó là cực nhất luôn á. Ừ. Từng dạ. Hôm nay gặp là gặp thành hình cái nhà nhìn đẹp ghê á anh. Ừ. Bây giờ nhà anh ngoài đầu máy á. Dạ. Cái này là cái cửa này là... Cửa này ra sao? Ra ngoài sao? Ra giếng nước. Chỗ này là ra cái giếng nước đằng sau. Cái nhà tắm. Dạ. Bên cái toilet á. Là cái này là mình làm giống như là một cái à, cái nửa tráng nền rửa chén thôi ha. À, giếng nước á. À. Cái này bên là kia là xây lên là cái toilet. Là anh nhiều anh mới đổi cái quy cách lại nè. À. Đổi cái cửa lại đây. Đó, đó cái toilet đó. Cửa toilet đi qua bên đây. À. Thì cái vách ở bên đây là để nấu ăn nè. Đó cái lò là để cái đó để cái bếp mình lò đó.
Dạ bếp chân lò. Ở cái không gian bếp đây qua đây là rộng ghê luôn á. Ừ. À, cái lò để bếp đó. Ừ. Để bếp ga đổ đây được nè. Ừ. Trên này là đổ đà lên luôn. Mà bây giờ anh thấy cái kiểu làm mà cây Sài Gòn này mà làm sắt vuông này hay hơn là đổ bê tông á. À đúng rồi, nó khỏe hơn. Khỏe hơn. Mà nó cũng chắc dữ lắm chứ đâu có đơn giản đâu. Bây giờ nhà có bây giờ có sắt đồ bọng đồ ngon rồi đó đâu có đâu, lâu lắm mà nó hiếm. Dạ. Giờ sắt cao kém giờ nó đỡ dũng chết. Cái tuổi thọ có sắt này với lại bê tông là nó tương đương nhau không anh? Ừ, nó cũng giống cỡ đó, có giờ ấy thì nó bung ra. Dạ. Cũng ngang ngang nhau ha. Bây giờ trước khi ấy mình đợi đi, đợi để bây giờ mình xây hả? Rồi. Đợi 6 giờ muốn 6 rồi 6 rồi. Thôi đợi xây đi, xây anh xây đi. Phụ ra đó kìa, phụ sách hồ cái gì kìa. Phụ tiếp thôi, cho nhanh nhanh. Tiếp là tiếp ngoài. Em sách cho. Không, không có sao. Đồ này đồ em đi làm mà. Chào anh. Rồi con nào không đưa đây em xách tiếp cho. Anh em lên đó em đổ cho được không? Anh mới đổ mới được phải không? Lấy còn cái xô nào không anh? Lấy xô đi Dương. Này sáo để ngâm vô sáo nó nhẹ hơn ha. Này Dương. Nhiều quá nặng không nổi hay sao? Đây cần hồ không? Cần gạch nữa. Nó mới cục gạch nữa. Cục gạch nữa nè. Có hộ dưới kìa. Đây đây đây. Ờ chuyển số hộ lên. Ây da. Đợi anh. Ây da. Dạ. Mình càng nhiều người là mình làm càng đông à, càng nhanh nè à. Càng khỏe luôn. Anh Sang làm gì làm đi. Nấu nước trà đi em phụ tiếp cho. Rồi rồi, rồi. Chừng nào lại uống cái là câm rồi. Đây 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 em. Đây, ở con đứng đó đi Dương. Đưa đây em anh nhiều. Liên tục. Để em ấy cho. Phụ cho. Gánh ngày nào, tại vì hả? Cái nhà, xây nhà của anh đó là em gần chỗ em làm, gần nhà mình. Nên thành ứ em ra qua em phụ được, còn mấy nhà khác, mấy cái bè khác anh đâu cũng phụ được ngày nào đâu. Rồi cho hồ vô Dương ơi. Đây. Dích xô hồ đó vô đây đi. Đây em dích cho. Đây. Đi vô luôn hả? Ở cái xô. Nhanh lên. Nè số nè. Hạt ba len cái gì? Trời ơi chơi len luôn. Ây dạ. Nghe mình trúng thằng giáo nha. Không sao em quen mà. Ừ, dạ giá gì? Anh ở trên kia cần hồ không? Nữa không anh? Nữa đi, đổ lại đi. Rồi được rồi. Lát ấy thêm như để nó tràn. Dạ. Để bà cho cô bác quý anh chị thấy luôn. Làm này coi như là em chưa nghiêm túc à. Vừa làm vừa co máy. Thì phụ được chút nào hay chút đó chứ. Dạ. Xích này vô đây hay vậy?
Đây chú lên, à dạ, chú lên chú chuyền nha. Con đây con. Làm có ga lao động là có ga mồ hôi là khỏe à. Ngày xưa lao động anh, giờ chiều ăn cơm khỏe lắm. Ừ, rồi quốc bệnh sĩ nữa. Vô ngủ là nó em mình, còn bữa nào không nhậu là không em á. Mà lúc đó em đâu biết nhậu đâu, chưa đi làm mà. Anh Sang cái tay làm vừa vừa chứ làm quá nhiều khí động không anh Sang? Cái này cũng cỡ mười mấy ký hả? Đây. Dạ. Cái hai cái cây gác ngang này không đi không quen là đi là gung ginh mà giỡn đâu. Ừ. Ở nhà này mới mốt để mày làm bê hay gì Dương? Hả? Có cây cốc. Cây cốc non. Giá mà bà Dương. Dân miếng à. Ý nãy tao làm có 3 xô đá đó mà còn dư đó. Đưa đây đây đây. 3 xô đá hả? Đưa lên đi, lỡ rồi. Đủ rồi. Cái phần này đổ đà này là mơ là khô à. Vậy hả? Vậy là trên này xong rồi đó. Đem chèn tiếp cho. Gạch kìa. Kêu nhộn nhịp vui vui á. Chắc lên hả anh? Nè nè, con lấy lần 42 cục á, 4 cục á. Dạ. Đây đến chiều, đây chút xíu nữa tới cây đà đó rồi hả? Dạ. Cái đó chừng ngang đó nhiều đổ đà không ta? Nhiều, có đổ cái đà cái đó không? Đổ cây nó xây bằng sao đi, đổ đi. Không đây không? Thì bằng khớp sao á? Mình thì chỉ có rảnh vào hai nãy mình ra qua 3 giờ. Rảnh giờ nào làm phụ giờ đó. Đây luôn không? Lấy cho nó quất thẳng theo luôn. Còn gì em tiếp nha. Ông mở cái hồ kia đi xử lý. Đổ đâu anh? Đổ.
Đổi, em đổi cái này vô ha. Ừ. Mát khỏi đội nón. Gió hù hù luôn. Mát rồi. Trời độ em á. Bữa trước quá nắng hả? Dạ, bữa trước thì nắng kinh khủng lắm. Chuyển gần gần lại cho anh xây cho nó dễ. Anh lượm lên nè. Em ở Thanh Bình. Em ở Thanh Bình á. Dạ. Nhưng mà em dạy đây nè. Dạy đây hả? Dạ. Dạy Dương Nhân Hòa. Cái này là em làm này là chứng tỏ là thầy giáo, đâu phải là không biết làm đâu. Hồi đó mình có trong nghề rồi. Dạ. Chung, bây giờ nói chung ngành nào cũng vậy đó, công tác này là công tác của chung mà. Ừ. Cho vui, làm này thấy nó vui lắm. Giúp đỡ bà con là gì anh chị gì. Kể cả trẻ em và người lớn và người già mà. Dạ. Không có được. Nè hôm nãy em tưởng đâu là dầu không, nước lạnh nước, nó màu xanh. Anh Sang, nước này là mình có thoát ra thoát vô được không anh Sang? Nước này có thoát ra thoát vô được không? Bữa nào mình xả cho nó sạch lại á. Dạ. Ngày xưa lúc em phụ hồ là ngày 120 ngàn. Dạ. Cấp hồi đó mà. Cái này đem ra cha. Có giá rồi đó, cấp tao bằng có hai mấy ngàn à. Hồi đó thợ hồ tôi bằng có hai mấy ngàn ngày á. Trong hai là lúc em làm năm 2006 á. Dạ. Ừ, 20-30 ngàn là cấp đó tôi bằng rồi đó. Này nó lên vậy là ấy rồi. Đổ đà xong mình còn xây thôi ha anh nhiều. À, thay cũng màu ha. Đây ha. Cái cửa chỗ nhà tắm đó y gan bà con yêu cầu đó. Đi xuống đó. À, anh nói cái cửa y gan bà con yêu cầu kìa. À, nhưng mà vậy nó đẹp ha. Bên nhà biết là cái trực con bên nó tới. Cái độ rộng của cái cửa này, bề rộng của cái cửa buồng này là nhiêu anh? Mét 2. Mét 2 hả? À. Ngày mai là mình làm cái này, xây này. Hay. Làm ba cái này hết đi, lên cái nén luôn xong hết rồi mà nó tốn bao này. Dạ. Đi rồi nó làm đây. Ừ. Cho nó mát. Mình là có thời gian đâu mà làm cái này cho nó cứng á. Dạ. Mình lọt cho chắc ăn. Dạ. Cái này là chừng vài ngày nữa thôi là anh có thể làm ba cái gặp rồi thì sẽ được rồi. Phải không? Được không anh? Bữa lên kèo là mới dắt một tay đó. Mình tính lợp nhà là bữa mấy anh nhiều? Anh Sang tính hành chính nào? Thì mình mần xong rồi mình để đó. Rồi mình quay lại mình tô. À. Mình làm hết trong này cái mình lợp luôn. Tô xong hết cái mình lợp lên cái mình đi gặp. Cái ngày lợp nhà nó cũng quan trọng. Bây giờ ấy mình làm cái chính là mình lấy cái chính đi. Cái chính là dứt hả? Ừ. Bữa nay là mười mấy rồi ta? Nay 16 rồi. 17. 16 hơn 17. 17. Đâu nay 16 chứ. Thấy cái nhà, thấy cái phần tường này nhìn lên thấy cái nhà cửa sổ đẹp ghê ha. À, để quay bên đây cho cô bác quý anh chị thấy nè. Bên đây hai cái phần này á là hai cái cửa sổ nè. Đó, cái cửa sổ này là cửa lùa hay sao anh? Cửa lùa. Hay là cửa đẩy ra? Lùa hay gì á? Lùa. Anh Nhiều ơi, cửa sổ này là cửa lùa hả? À. Vậy sao một cái cửa sổ là ba cửa sổ, bên đây đâu có cần cửa sổ đúng không? Ba cửa sổ là được rồi.
hai cái cửa đằng sau. Thôi em mời lại uống nước trà đi. Mới có 3 ngày á. Vậy nhớ đủ quá chứ. 3 ngày xây vậy với tới 3 ngày, 3 ngày vô trong nó mệt chứ lắm. Chừng 3 ngày nữa tới nóc lớn thì nó mau vậy đó. Tới rồi đụng mấy cái nhỏ rồi thuận lại. Tới vô tô. Đủ với mày đưa hồ lên tao mới xây không tao ngồi không sao. À, mà cô bác quý anh chị trà nè. Bánh bía, bánh bía này là đặc sản của Sóc Trăng. Dạ quyện Kế Sách đi á. Bánh bía chay cho anh nhiều hơn được. Hỏi anh nhiều ăn bánh bía chay được không? Có ngọt ngọt quá cái không? Em mời anh nè. Cái thôi. Đâu gì dữ hả? Để dành mai mốt rồi chứ. Đi mốt mà uống nước không cũng được. Không mắc cổ hả? Nước không khỏi mắc cổ. Làm ở đây em thấy mát quá anh. Trời đây mát luôn, gió vậy đó. Có cây cối là mát hả? Dạ. Ủa cái này đứt nữa. Rồi mình làm hồ gì nữa, nước Mỹ, Canada, Pháp tôi thấy rồi biết vui không anh? Ngại quá luôn nè. Bên kia nó thấy đi chứ mình không biết. Mình không biết hả? À, mình không biết nữa. Bên này công nghệ không bằng bên đó, bên bển làm mà. Sao người ta cười á? Không, quả trái xe gạch lóc thôi, nó ít cái xe gạch mình. Đã bự lên. Ừ, gạch bự, mình hôm nay gạch nó gạch chất lượng. Sợ cái công nghệ của mình là không có tiên tiến bằng ta. Sợ ta. Dạ mình thì không tiên tiến rồi. 1, 2, 3, vô. Vô. Vô anh Sang. Lên con uống nước trà nè. Ăn bánh nè. Ngồi cười, uống vô. Nói nước trà ta. Rồi ăn bánh nè. Ở đây cũng không có mày, mấy ta không làm được hết trơn. Uống tới rồi. Dương em thấy giỏi quá ta. Nó làm được lắm à. Buốt luôn á. Dạ. Ừ. Chuyến này. Xong chuyến này là bắt Dương đi theo làm anh làm lính anh luôn nha. Không có mối làm rồi. Nó vậy chứ còn cắt cỏ bò gì nữa mà phụ cha nó mà. Nó có theo quay phim luôn á. Theo chỉnh máy bay đó. Nó theo là nó chỉnh máy bay đó. Rồi mày đi bỏ qua nhà bò nhà ai cắt. Cha nó cắt. Bò này mà bánh bía này là nhân gì anh? Chúng nhiều nè. Sầu riêng. Sầu riêng rồi à. Những đậu xanh hả gì? Nãy có đậu xanh nữa. Đậu xanh với sầu riêng nữa. Ấy mà. Chai mình. Dùng đi anh Minh. Thơm bánh bía này ăn thơm á. Thơm sầu riêng. Dạ. Mà em lại thích ăn bánh bía này nè. Bí thơm sầu riêng lúc nãy mình ăn được không? Giờ nó rẻ rồi. Rẻ quá. Chứ ổng mắc là không có sầu riêng. Ăn đi mày, không ăn mình để dành tối đem cho rẻ mày như vậy. Chắc có rẻ rồi. Tối ăn cũng ổng gầy có mệt mỏi gì không anh Sang? Có cũng mấy bằng ngày thì làm vậy chứ bằng đêm thì cũng gì vậy cũng nhức nhối. Ừ. Có làm chị hay chị không? Không. Hai lần nhậu không mình đâu có nhậu được. Bánh này cũng dễ ăn ha anh ha. Ừ. Mà cái cảnh ở ngoài đồng đã ghê luôn á. Ở trong đây mình phải đây, có đường thông vô cái đây ngon đó. Hẻm ha. Dạ. Đường ra anh phải dừng thước thôi mà chạy vô tới nhà nữa là mới gọi là ngon. Anh làm hồ thì có làm thêm nhà gì nữa không? Nhà bằng ruộng thôi. Nhiều không anh làm ruộng bây giờ chắc cũng đâu là nhiều hả? Rồi mà ngày vụ trước đấu vụ sau hết vậy đó. Mặn hai bữa là hết tiền đó. Dạ. Ông nào còn lúa còn tiền mà ông nào mặn lúa sớm là hết tiền á. Nãy giờ em chưa quên hỏi anh tên gì? Anh tên Hải. Anh Hải. Còn anh bên này anh Minh. Anh Minh. Đó. Minh Hải. Ừ. Anh Minh Hải. Vậy luôn đi xa rồi. Nói hồi nữa Minh Hải ra là đi chết lớt luôn, lúc mãi luôn rồi. Tắt tỉnh luôn rồi. Gần hết luôn nè, ăn cái này ngon. Ăn này uống nước trà đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Cái này giống không khí Tết với anh. Cái này sáng rồi, năm bảy ông là nó rồi. Chúng Tết luôn rồi nè. Tết tay luôn nè. Có khách rồi. Không nhận sáng thì chắc nhanh rồi. Mà em thấy miền Tây mình, em thích cái cách sống của mình, nó ở quê mình nó giản dị. Đơn giản. Đơn giản. Thấy nó thoải mái người. Dạ. Lên thành thị nó eo hẹp, lú qua gặp ba kia nó không, mệt mỏi vậy lắm. Gò bó quá. Không, đây là miền Tây mình ngày xưa cất nhà theo cái kiểu mà nhà gỗ á, nhà sàn á. Rồi mỗi người xách cái búa, người xách cái sào ben. Sào ben đồ đem lại, ngày dựng nhà là vui như Tết vậy. Rồi đó là cái là lập lá. Một nhà thì có mười mấy 20 người á. Ừ.
lợp lá lợp dàn công không à. Mà cái đồng cũng sắp lại cho dạ. Cái ông nào mà lợp yếu đó ha, ở giữa đó ha, là mấy thằng kia lợp nhanh đó, ở giữa nó dí nó dí cái dạ, nó chửi chúng lên vui chúng nó thâu ở dưới có ông thọt cây cấp lên ở dưới ông thọt cây ông thức ở cái gì ông chọn lên à. Hồi đó đây có ông Năm Bền, ông Bền chậm á, ông nhét ở giữa ổng la nhôi trời, ta đi lên cách mấy ly ở dưới này bò là bò. Cái đầu ổng xỏ, ổng đâu có cột, ổng đâu ngoài, ổng xỏ vậy xỏ lụi làm không kịp đâu mà không kịp xỏ lụi không. Mà em thấy ngày xưa mình làm theo cái kiểu thấy mấy bác mấy chú ngày xưa em thấy là làm là chỉ cần ăn trưa ăn chiều thôi, nấu một nồi cơm bự lớn to á, làm xong mệt lại ăn chiều làm tiếp. Không, hồi đó nhà rộng rồi vườn rộng, nuôi gà nuôi vịt lắm. Rồi mà đó còn hồi tôi biết ha, nhỏ thì chắc không biết đâu. Có tới Tết mà ai giàu cũng như nghèo nghèo như giàu. Mà heo chi lúa không? Nhà nó có thịt heo hết chứ. Không biết lấy mùa lúa được chưa đâu, nhưng mà vẫn chia. Mết con heo này là giật cái heo khác bằng nào không phải Tết, không sáu Tết là bằng heo. Nó cắt lúa rồi kia chả sao ha. Không biết tôi bằng lúa có lúa không biết mà cứ chia vậy đó. Làm heo chia lúa. Giàu nghèo gì không biết mà tới Tết là có cái nồi lúa vậy đó là 2 kg 3 kg vậy đó. Thịt nạc riêng, thịt mỡ nó cũng một loại sườn riêng vậy đó. Là cứ vậy đó rồi cái tới mùa lại lấy lúa. Rồi có nhà giàu nhà nghèo là không có phân biệt. Là nhà nào năm cũng vậy đó. Nhà nào cũng có thịt heo ăn hết á. Chứ nhà nghèo nuôi heo quá, chứ nhà giàu không nuôi, nó chia chứ không có nuôi. Mấy người nghèo nghèo ta nuôi ăn Tết mà chia xong hết trơn cái đầu mà mấy ổng heo sư khúng lời nhậu à. Nếu như mà lỡ cô bác bên chị mà ở nước ngoài có về ghé nhà anh sẽ đãi cái món đặc sản gì anh Sang? Ở đây ở đồng thì có chỉ có lươn. Lươn hả? Có lươn. Ếch. Lên đó là bắt hay sao? Bắt 35 ngày nữa. Cho anh nhiều đi ra nước ngoài, mấy anh ra nước ngoài xây chịu không? Sao không được đâu, xa quê hương đâu có được. Nhớ ruộng đồng hả? Không, đi xây ngoài chừng 3 bữa chạy về. Ủa sao vậy anh? Dắt bồ nhí theo luôn. Không được, nó nói quê hương là chùm khí ngọt mà đâu đi đâu được. Không, anh có đâu xa, đâu xa chùm khí ngọt quê hương được. Không, anh có khí ngọt á. Có nhiều người không quen đi xa không chịu không được. Không, mình đây ngoài không chịu nổi đâu, lạnh đó. Nhiệt độ lạnh chứ không nói. Mình đây xuống 20 độ trời ơi rút. Để rồi không có mấy ngày vậy. Hơn sáng mấy ngày nhiệt độ mình cũng 23-24 rồi cứ ngồi túm vô chạy xe túm à. Cái ngoài mà lấy mệnh quấn không sao mà. Quấn sao gọng vậy thôi. Không, ở ngoài cái nhiệt độ nó nếu mà thời tiết nóng nó cũng nằm dạng như là 20 độ á. Nếu mà thời tiết nóng của nó. Em cũng chưa ra ngoài luôn. Không, nghĩ vậy đó nghĩ nó vậy. Còn mình hai mấy độ là mình lạnh rồi. Mình 24-23 độ trời ơi chạy xe nó rung cầm cập luôn. Nói chung hôm nay làm với mấy anh tiếp chút xíu á, tiếp một ít thôi để quay cho cô bác của anh chị thấy thôi. Nhưng nó cũng vất vả đâu, làm hồ đâu phải kiếm ra đồng tiền đâu phải đơn giản đâu ha. Nó cũng phải đổ mồ hôi đôi khi cực khổ. Trời không nắng á, trời nắng là thấy mồ hôi nó chảy. Chảy chùi không kịp luôn á. Đấy, không phải là em quay clip này để mà giận gì, nhưng mà mình muốn trải nghiệm là làm hồ để cho cô bác anh chị biết luôn. Làm chống chảy vậy nè, cũng thoải mái lắm. Mà làm với cái hộ là hộp mà hai bên cái nhà tường cao đó ha. Mình ở giữa đó ha, bà đổng nhốt mình. Em nói ví dụ như có tiền cho em lên thành phố ở, em cũng không chịu. Em không chịu ở mấy cái nơi đông người, ở đây thoáng mát. Nó không ô nhiễm lên những cái khu đô thị, nhưng khi nó ô nhiễm ngang những cái con kênh rồi đó. Đó, hôi quá. Ở đâu mà cô quen đó mà. Dạ. Chắc quay rút quá. Dài hơn. Rút nhỏ. Ừ. Có tiền như ông bên đây. Đem bánh vào cho bé chưa, anh có con bé nữa mà. Nó được. Cho bé gái để đi. Cho hai bé này. Ừ. Cho bé gái đi. Đâu còn cái bánh đó mà khui hết chưa? Cho em bé gái. Dạ là còn hai cái chừa hai đứa bé nè. Dạ hả? Tự tháo ấy còn hai đem bé gái lớn. Nhiều bánh cho nó. Ủa, được rồi, được rồi. Cho lễ dân gì đó. Lễ dân mai đi nữa nha. Lễ dân mai đi nữa nha. Rồi, xong rồi. Bây giờ kết thúc clip thôi. Ê, chào mọi người. Ôi, bây giờ mình chào mọi người cái nha. Chào cũng đi. Dạ.